nhẫn đấy. Thế thì là bật công tắc nguồn đằng sau. Đợi máy khởi động, khi máy khởi động sẽ báo rõ đấy thì mình nhấn phím OK ở trên bấm nút máy, phím OK. À, báo động là nhấn nút OK ở đây. Đúng rồi. Rồi. Sau khi nhấn OK máy bắt đầu có thể sẵn sàng làm việc. Thì đây có các cái nút ví dụ như là chỉnh công suất của cắt. Đây, ta vặn đúng vặn xoay công suất của cắt này. Ừ. Đúng xoay công suất của đốt này. Còn đây là công suất của bipolar. Thì muốn sử dụng chức năng nào ta sẽ xoay ta chọn chức năng đó. Ví dụ như ở đây là cắt nông này. Cắt đây là cắt cắt sâu hơn, còn đây là cắt vừa cắt vừa đốt, nghĩa là cắt cầm máu đó. Vừa cắt vừa đốt luôn một lúc vậy? Không, đúng không? Vừa cắt vừa đốt. À, ý là vừa cắt vừa đốt cầm máu luôn đúng không? Vâng. Thì muốn chọn chức năng nào? Thế chọn chức năng này tốt hơn đúng không? Vâng, đúng không? Thì ấn vào cái này. Chị ấn vào cái này. Sao chị ấn thì chị cầm tỉ tay lên trên này, chị ấn dễ hơn là chị ấn nó không có lực. Tỉ tay sao? Không, chị phải dùng cái đầu đầm đầu này, đầu bấm đầu phần đầu này. Nó cảm nhiệt, cảm cảm ứng à? Không phải, nếu chị cầm này nó hơi khó vì nó không có điểm nhấn, nó phải đúng ở giữa thì nhấn nó sẽ dễ hơn thôi. Sao chị không ấn được nhỉ? Chị phải chị để tay tư thế như này thì sẽ dễ hơn này. Còn nếu mà chị ấn như này thì hơi khó vì nó không, nó sẽ bị nó hơi khó, nó ấn mạnh một chút. Để tay như này. Không phải đẩy, chị nói chung là nó kém vào giữa. Chiến lại xem. À, ý là để kiểu như thế thì phải ấn dễ đúng không? Để nó tì tay thì ấn dễ. À, ý là tì vào. Vâng. Nó đúng ở giữa ấy, nó hơi giữa giữa chính giữa một tí. Đây, nó là điểm ở giữa này chị này. Chị đúng ở điểm giữa nó sẽ ấn rất dễ. À. Nó là điểm giữa này. Đó. Cái điểm ở giữa này. Nó thế này. Nó hơi khó một tí. Sao chính giữa cái ô tròn tròn này đúng không? Đúng rồi. Thì chọn cái nào thì lại vặn công suất nó lên thôi. Ừ. Nó công suất lên thì nếu mà mình gập chân thì mình sẽ đặt chân và đốt. Còn nếu không dùng gập chân thì sẽ dùng hai nút công tắc chuyển, hai nút công này giữ này. Nhưng nếu phải không phải rút cái bàn đạp chân ra. Vẫn phải rút bàn đạp chân ra thì mới dùng được. Rút bàn đạp chân ra đúng không? Đây, ví dụ như là rút bàn đạp chân ra. Nếu không muốn dùng đạp chân thì sẽ đây ví dụ như thế này nhé. Ừ. Đây thì nó sẽ sáng lên vàng này. Còn nếu mà mình bấm này sáng lên xanh. Giữ. Giữ à? Đúng không? À, giữ để đốt cắt đúng không? Đúng rồi. Nếu không dùng đập chân thì có thể dùng tay cầm luôn. À. Nhưng mà phải tháo đập chân ra thì mới dùng. Cái màu vàng này là để cho cắt đúng không? Đúng rồi. Còn bên này là lại đốt cầm máu đúng không? Đốt. Đốt. Đốt không? Đốt không. À, đốt là để cầm máu mà. Vâng. Cái này để cắt. Ừ. Thế nó không dùng cái này để chuyển chuyển được trên cái này à? Không. Nếu mà đã tháo đập chân ra thì không chuyển được. Còn phải cắm đập chân ra thì mới dùng để chuyển được. Cắm chân vào thì có thể dùng chuyển. À. Bỏ chân vào lại chuyển được các nút đấy thế này à? Đây, cắm chân vào thì chuyển được. À. Nhưng bỏ chân ra thì không chuyển được. Nó chỉ chuyển không được. Nó chỉ chuyển được từ sang bên này sang bên này thôi chứ nó không chuyển được từng cái nhỏ bên trong. À. Hoặc là ví dụ như là nó đang ở chế độ này nhá. Ô, bây giờ cắm vào đập chân vẫn chuyển được mà. Dạ. Cắm vào đập chân vẫn chuyển được mà. Cắm đập chân thì không chuyển được. Có cái cắm đập chân thì mình nhấn thì nó sẽ là giữ để đốt cái này hoặc giữ để đốt cái này thôi. À. Còn cái này là chuyển chế độ này. Nếu mà cái này nó đang ở chế độ nào ấy, thì khi mình chuyển sang thì nó sẽ ở chế độ đấy. Ví dụ như nó đang ở đây nhá. Ừ, ừ. Và cái này thì đang ở đây chẳng hạn nhá. Thì khi mà em ấn nút vàng nó sẽ chuyển lại về đây. Ừ. Tương tự cái này chuyển về đây. Nếu như thử cái này ở đây chẳng hạn. Còn cái này nó ở đây chẳng hạn. Thì em ấn nút vàng, nút xanh nó chuyển về đây. Còn nút vàng nó chuyển về đây. Có nghĩa mục đích của cái này nó chỉ là chuyển giữa hai cái này thôi. Ừ, ok. Thế thôi đúng không? Vâng, thôi.